ok nè ở đây trong năm ngày thì một bảy hàng một nít cứ chỉ ngay để event đã thống để camera khang khơi sơ còn bán phơi láng cứ chỉ event vậy vậy để trên hai chỉ ca phần năng lan phần năng tàu play trắng này ở đây chẳng event nó cứ bán phơi ca áo hơi giờ nồng phơi ca pro tới nữ pleasant hot khai cầm phốn số nàng hơi nhóm rồi mùa nhằng lu bú để đủ ô rồi dân từ châu ruộng bé tại dân mình tại Việt Nam lấy vợ toàn là đi tới dân từ mưa kia Việt Nam mình thấy ngày ní chưa miên bỏ về xe làm bay và hai nhà nó ní đại nào ban đó mấy ca ca bị event nó xin tiếp cứ chỉ đỏ bỏ hai bao tấu rồi mùa nào mà tấu rồi bỏ SB ấn có lập cột này mà sai hay cả lúc cứ hai con là nè ở lần kia bộ quan mình toàn ở chất tế mình toàn đặt trái tế hai chồng một người sĩ ấn vừa ca và cuộc này xa chỉ mây vậy cứ nơi của bóng san ấy đây ở lần này làm bay thiểm cứ hàng sĩ ấn quạt lang tấu hay giờ hàng hype chỉ đó nó còn lại này chẳng chạm mưa thì chết nhâm tơ đi ví dụ tha chỉ đó nó mì cái khóa quạt bàn thôn đó cũng được na cái khóa cái đó là khóa bàn tay bên kia mua chùm luôn là của bóng tại chóp cọ xe phòng này bàn tay dân vô mà phân nó giờ từ liền sình giờ từ mưa thằng này thật táo là nó làng đó nè bà hơi chẳng complete á chạm chụp liên nơi ở cặp bông sơn nam nó đi nè chọn lá thô này nó bên tay hai à con bên nào ấy đâu bây giờ so everything is done right for now yeah better if we have bigger injector the car can make more HP but with the injector in the car now on ethanol fuel we run out of injector. Do you estimate how many HP now? Hard to estimate. 700-ish. Oh. But the torque is like high. Maximum torque for the transmission. Around 800 newton meters torque from like 4,000 all the way to 7. So we need to upgrade the injector, right? Yeah, bigger injector. And then we can add like 0.1 bar at the top, get more power. But at that point, the transmission will break. Oh, so the next step is new transmission, new everything, new engine. All. Expensive. So là nếu như mà chắp ca thâu nữa là thế, nhưng mà tám máy không phải mấy như estimate mới tới bằng hai gì không qua lỗi. Thái Lan nó bữa sau trong khai nó giết anh đồng thời đô bực sáng, đô bồn sáng, đô bọp lấy, đầm bây giờ biết. Power វាឡើងដល់1000 ជាងឡើងទៅលើអញ្ចឹងឥឡូវគឺ first step របស់យើងអាចថា step 1គឺប៉ុណ្ណឹងសិនអញ្ចឹងចាំមើលថាតើផែនការរបស់យើងចំពោះឡាននេះមានការ upgrade អីបន្តបន្តទៀតបាទតែគ្រាន់តែបើការធូនលើកទី1បានបញ្ចប់ហើយជាមួយនឹងការសាកល្បងទៅលើសាំង E85 ដល់អស់ហើយហើយរថយន្តនេះនឹងបានឃើញនៅក្នុងថ្ងៃទី28ខាងមុខហ្នឹងហើយដែលគេហៅថាការសងសឹកគ្នារវាងខាង SVN ហើយឮថាខាងម៉ូតូរបស់ SVN ឥឡូវហ្នឹងគឺឡើងខ្លាំងមែនតើបើតាមមានកាញ់គាត់ប្រាប់ណាអ្នកនរគ្នាគឺ2សេខិនរត់បាន100គីឡូបាទម៉ូតូ SVN ហើយលើកនេះប្រហែលជាអាចនឹងបណ្ដាំតែ200ម៉ែត្រទេដោយសារលើមុនមានពាក្យអាចារ្យម្រាមថាបើសិនជា200ម៉ែត្រគឺឡាននេះអាចនឹងចាញ់អញ្ចឹងគាត់ឲ្យចាយនេះគឺឡាននេះឡើងម៉ូតូនោះឡើងហើយដកពី400ម៉ែត្រមកប៉ុណ្ណា200ម៉ែត្រអីចឹងញ៉ាំមើលអស់គ្នាបាទចាំលឺថាការសងសឹកគឺឥឡូវទៅធ្លាក់មកសល់200ម៉ែត្របាទទាំង2យ៉ាងយាមដាក់ទាំង2 14មកចឹងដាក់ទាំង200ម៉ែត្រ1400ម៉ែត្រហើយមិនមានសង្ឃឹមប្រហែល100ដែរ200ម៉ែត្រហ្នឹង Akim Do you think it will be big SVN Maybe Maybe. We don't have the tires we need, so these tires are not sticky. I heard that motor was upgraded to 100 kilometers only 2 seconds. Yeah. Those motorbikes are like for low speed acceleration, they're very fast. That's why this car beat it in the 400. But at 200, I think it may be loose. No. Let's see then. Yeah, we'll see. So you will go that day? Yeah. I'll definitely be there on 28th or 400. Okay. But maybe not the 200. So là nó cứ ca rồng băng tục ở bờ hàng thôn nữa qua tha ở bờ sân thì buôn nổi ở mát ai cũng thế này. Ta bờ sân thì pi ở mát. Có toàn mình phiên chơi chẹm mà là xa lan đấy kia toàn bàn lăng. Time thế thì vì vốn nơi sau bảo lấy nơi sau là bịch xăng và time thế mà chẳng là chạm một mưa đó đấy làm chủ nên ngay tìm phay vậy cắt tay hai anh cắt tay đâm mưa làm cù bây giờ có anh buôn các bạn hay đã nhập lên thẻng về à đây à thế toàn kháng này vẫn không nó biết có tha nơi bỏ lấy nơi mà sân tham ấy biết đấy rồi là buồn biết muối à còn nó ở ai cha bẹ cả đảo tăng thì mới lên tân năng việc này làm mua bao giờ tại ở tiền mai là toàn chia chia nơi tăng thì pi này vậy ta trang cái giống con chiến lần cuối giống này buồn là mai phải giặt trái này tiền mai toàn đâu rồi đâu đấy miền cá chanh như thế này. Tại vì sao làm đo rồi vậy? Đi ra làm đo. Chứ mình đây bạn. Và bây giờ này tiền tránh chứ có thay bữa này về bên họ. Cho mới làm mình. Có thể là ai mà việc cái này ấy đằng. Ta bây giờ máy bữa này mày. Một. Vừa lá là mới lý cái đã đặt bữa này mày đã. Ông này cái lên bia mày đấy. Đây như đọc. Đây lên bia mày cũng còn. Chứ mà chỗ lừa khỏi yên lên cha mà nó yên lên pin pin ta xem việc bay mỏ mà. Lời nước rời xa là cả ấy mặt đó là mình ta sắp tâm chỉ mua nhưng cả ấy ngoài con này ấy cái bóng sốc nằm bấy từ lẹ từ ngón từ đời lán chẳng được thiết chậm nhầm cối đi bị vua nhỏ nên mưu mà cứu mà muối chứ muối chặt cho lan thôi vậy nên sao muối gì hàng thang sân trời lại cùng chặt hàng tại con chẳng cái miếng chương bao ký ở tư nhưng ai chặt cặp bua ta để dân trong bán nếu chưa chương bao đi cái rổ vậy nếu chưa khơi trắng này nọ thì lấy đây tại sao cái việc của bọn sập nhưng mình lại thay ai tinh ban lan mở môi chia đây mà tú tay nhưng mình lại của mình tinh giấy đi to nẹp bản năng lan nó dập tinh rồi những chi ban du đi đó xem biết được là châu pe đây là ipad mới tu đây là rối cho cái ke đi rối cho cái ke đi cho pet từ sấy cho thằng pet tụt cả bào phải bờ chẳng lán thì chết của bảo đấy nơi sao kia sao là bố tay kia thì bố cứ gặp phong để miên pành ha nơi khang ở trái đặc trùng trong hai thì pe để riêng phát ngày thay bao thay bảy nó mặn riêng chặt tam thổi gian ấy là thằng ông hơi bỏ từ đấy chết thế đâu mà nên đại bộ rồi biết phải lấy đại bộ thì hòm nào chẳng như mưa pi thì theo cái ấy nhìn cái đấy nếu cái chiếc cặp hết của bảo này cái banh bẹ mi về lửa kia và bảo nó sẽ nhưng sao mình tên là bảo sẽ lấy cái có đi miệng mồm cái thứ tranh máu cứ đi theo lắc lắng cái này ngọt để tặng sơn nam ở tặng ấy nên chậm mưa hai giờ nữa chứ họ một cái đã xong thế này mà trong một cái đã xong thế này thì muốn bỏ phải sạch đó. Bài tới mình. No. Think I đang going. Just a heads up. Right now we're at the 78. Lấy test ride. Thấy yeah. A little high. Tích bạc của láng năng với khăn rồi đến cho tới từ cho tới sai vậy. Damn. Thái. Chọc chụp sai. Anh lướt nâng kìa. Tặng tí muối. Số thôn nơ các bạn phải hợp nhóm mảnh ha ở nó không ẩm lóng pê để cho vào cuột. Mẹ chị đã on lắm cứ kê nóng phốt vi mau ở re bên trái rất nằm bây phương ca bởi áo đôi stick cho mùi nóng khói. And then ở pê để vi bớn out hao hiện stick một flow với cái đau thì bỏ hao thì dương bản dương bỏ mà còn khỏi tình tích làm bấy phốt với tới can o với rồi cái hai ta AWD này làm bấy Africa đại sình chấn o là tham bao chi gió cứ thời tái o với trái bàn thưa ơi rồi dần tu rồi chốn nông về lươn về khoáng tam ai thưa tôi bán nơi cái nông tuổi quách với môi cỏ trạch này chẳng vậy thời nhà mũi có các bạn thèm với bán sản phẩm chỉ cho mũi kêu ăn tích nha bây giờ dân phải phong với sao phong ra với trái với anh mình chắp ở khâu từ lửa đổ khói chẳng dương ai thở biết làm bây nơi không làm lỏng p na mũi nơi không ca ở bờn ao từ lửa bỏ anh chẳng để và tha ao bia thở o thám cứ viên ngọt ruột sản phẩm lan này dạ chẳng chẳng mười tiếp bây giờ lan mà đó với chẳng em thôi là 10 to tiền là xì cho mà cắn tính đang chỉ ăn mình